Chương 16 Tiên đoán của giáo sư Tre Flowney Tâm trạng ngất ngây say men chiến thắng cúp Wittig của Harry kéo dài ít nhất cả một tuần lễ, ngay cả thời tiết cũng có vẻ an mừng. Tháng 6 đến gần, trời trở nên trong hơn và oi bức hơn, và điều mà bất cứ ai cũng cảm thấy muốn làm là tản bộ dạo quanh trong sân trường, rồi nằm la liệt trên bãi cỏ với thiệt nhiều chai nước bí rợ ướp đá xong có thể chơi một trò đánh bi xì bùm ngẫu hứng hay ngó mấy cục mực ống mơ màng bơi thụt lùi ngang qua mặt hồ nhưng bọn trẻ không thể nhàn hạ như vậy kỳ thi hầu như đổ ập xuống tụi nó và thay vì nhong nhong chơi ở ngoài tụi nó phải ở lì trong tòa lâu đài tìm cách o ép bộ não tập trung trong khi hương sắc hấp dẫn của mùa hè cứ tràn qua cửa sổ khêu gợi tuổi nó. Người ta nhìn thấy ngay cả Fred và George cũng cấm đầu học bài. Hai đứa tuổi nó sắp phải thi lấy bằng phù thủy thường đẳng và Percy thì chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ sát hạch kiểm tra pháp thuật tận sức, trình độ cao nhất ở trường Hogwarts. Bởi vì Percy hy vọng được tuyển vào bộ pháp thuật, anh ta phải cố sức đứng hạng đầu Càng ngày anh ta càng tỏ ra cấu kỉnh, phạt thẳng tay bất cứ ai gây ra ồn ào trong phòng sinh hoạt chung vào những buổi tối. Thật ra chỉ có một người có vẻ lo lắng về chuyện học hành thi cử hơn Percy, đó là Hermione. Harry và Ron đã thôi hạch hỏi Hermione làm thế nào mà cô bé xoay sở để cùng một lúc lại theo học được nhiều môn như vậy. Nhưng khi nhìn lịch thi mà cô bé tự vạch ra cho mình, thì Ron và Harry không thể nào tự kiềm chế được. Cột thứ nhất của lịch thi ghi thứ hai 9 giờ môn số học 9 giờ thuộc biến ăn trưa 1 giờ bùa chú 1 giờ cổ ngủ rune mấy ngày nay cô bé căng thẳng đến mức có thể nổ đùng bất cứ lúc nào bị quấy rầy Ron dè dặt hỏi Hermione bộ có chắc là bộ ghi đúng lịch thi của bộ không hermione cầm lịch thi lên xem xét và cự ngay cái gì ừ dĩ nhiên là mình chép đúng harry nói không biết có nên hỏi bộ không là làm tại sao bộ có thể cùng một lúc ngồi ở hai phòng thi khác nhau hermione đáp gọn không nên hỏi trong hai bộ có người nào nhìn thấy cuốn thuật số và ngữ pháp của mình không ron đáp giọng nhỏ nhẹ Ờ có, mình mượn nó đọc để ru ngủ khi trên giường đó mà. Hermione bắt đầu xóc cái đống sách vở giấy da chung quanh trên bàn của cô bé, tìm kiếm cuốn sách. Đúng lúc đó thì có tiếng xào xạc bên cửa sổ và Hewitt vỗ cánh bay vào, mỏ ngậm một bức thư. Harry mở lá thư ra nói. Thư của bác Harris. vụ xử Buckbeck đã được ấn định là ngày 6, Hermione vẫn nhìn quanh tìm kiếm cuốn sách số học nhận xét. Ngày hôm đó là ngày tụi mình thi cử xong hết. Harry vẫn đọc lá thư và người ta sẽ đến đây để thi hành án, một cán bộ của bộ pháp thuật và và một tay đao phủ. Hermione ngước nhìn lên kinh ngạc. Cử một đao phủ đến một cuộc xét ân xá hả? Như vậy thì cầm như họ đã phán quyết rồi con gì? Harry chậm rãi nói, Ừ, đúng như vậy. Ron rống lên. Không thể nào như vậy được. Mình đã bỏ ra hàng đống thì giờ để đọc cả đống tài liệu về vụ này. Họ không thể nào không đếm xỉa gì tới nó hết. Nhưng Harry có một cảm giác khủng khiếp là cái ủy ban bài trừ sinh vật nguy hiểm đã bị ông Manfroy thao túng và buộc phải ra quyết định rồi. Draco Manfroy, kẻ bị thua cuộc khi Bryfindor giành được cúp Wittich đã lấy lại vẻ khệnh khạng vênh váo trong mấy ngày gần đây qua những lời bình phẩm nhạo báng harry nghe được mà floyd chắc chắn bất sắp bị giết và dường như nó hoàn toàn hài lòng với chính mình vì đã gây ra cớ sự đó những lúc như vậy harry chỉ muốn bắt chước hermione wall đấm vô giữa mặt mà floyd nhưng mà nó phải ráng hết sức tự kiềm chế điều khổ tâm nhất bây giờ đối với harry Ron và Hermione là tụi nó không có chút thời gian hay cơ hội nào để thăm lão Harry. Biện pháp an ninh mới nghiêm ngặt vẫn chưa được bãi bỏ và Harry thì không dám liều đi lấy lại tấm áo tàng hình của nó còn nằm bên dưới một phù thủy chột mắt. Tuần lễ thi cử bắt đầu và cả tòa lâu đài bỗng nhiên chìm trong im lặng một cách khác thường bọn học sinh năm thứ ba túa ra từ phòng thi môn biến vào giờ ăn trưa hôm thứ hai tay chân sụi lơ mặt mày trắng xác như tro vừa so sánh đáp số của nhau vừa kêu ca than phản bài thi khó rằng tụi nó chưa từng bị làm bài nào khó như vậy cái bài thi đó bao gồm cả phần biến một cây ấm trà thành một con ba bà hermione làm cho những thí sinh khác bỏ quạo vì sự bắn nhắn nhặn xỉ của cô bé về chuyện còn bà ba của cô trông giống như con rùa hơn mà điều đó thì ai hơi đâu mà bận tâm cơ chứ. Còn bà ba của mình vẫn là còn cái đuôi và cái vòi ấm thiệt là một ác mộng. Không biết mấy con bà ba có phải thở ra hơi nước như cái ấm không? Còn bà ba của mình thì có cái mai vẫn còn màu men xanh của cây ấm sứ. Không biết vậy mình có bị mất điểm không nữa? Rồi sau đó, sau một bữa ăn trưa vội vã, bọn trẻ đi trở ngay lên cầu thang đến phòng thi môn bùa chú. Hermione hóa ra dự đoán đúng, giáo sư Blitwick quả thực cho tụi nó thi đúng bài bùa hưng phấn. Harry do quá căng thẳng nên làm bài hơi quá liều, khiến Ron đứa thi cặp với Harry lãnh đổ một tràng cười nắc nẻ như phát điên đến nỗi nó phải được đưa qua một phòng yên tĩnh khác định thần lại cả giờ rồi mới có thể sẵn sàng làm bài của chính nó sau bữa ăn tối học sinh lại vội vã trở về phòng sinh hoạt chung không phải để xả hơi mà để bắt đầu ôn các môn chăm sóc sinh vật huyền bí đọc dược và thiên văn học lão harris chủ trì kỳ thi chăm sóc sinh vật huyền bí vào buổi sáng hôm sau với một tâm trạng lo âu không khác gì thí sinh thật vậy thần hồn thần trí của lão không có vẻ gì đang ở trong thân xác lão lão đưa ra một ống nhu trùng tươi rói cho cả lớp và bảo với các thí sinh rằng tụi nó sẽ thi đậu nếu chăm sóc sao cho lũ nhu trùng ấy vẫn còn sống nhăn sau một giờ thi bởi vì nhu trồng sống khỏe mạnh tốt tươi nhất khi chúng được để mặc ý xoay sở theo cách của chúng nên đây là bài thi dễ nhất mà lũ học trò từng thi, và cũng nhờ đó mà Harry, Ron và Hermione có được nhiều dịp mà nói chuyện với lão Harry. Lão cúi xuống sát Harry giả vờ như kiểm tra mấy con nhu trùng vẫn còn sống nhăn của Harry, nói với nó. Biết khi đang hơi bị buồn rầu, bị nhốt lâu quá mà, nhưng dù vậy chúng ta đã biết là ngày mốt, cách này hoặc cách khác, trưa hôm đó tụi nó thi môn đọc dược, thiệt là một tai họa hoàn toàn. dù harry cố gắng cách mấy, nó vẫn không thể làm cho món thuốc rối đặt lại và thầy snape cứ đứng đó mà nhìn với vẻ khoái trá đầy thù hận, rồi vẽ nguệch ngoạc cái gì đó trong rất đáng ngờ là một cái trứng ngỗng vô trong sổ tay của ông trước khi bước ra qua chỗ học sinh khác. vào lúc nửa đêm thì tụi nó thi tới môn thiên văn học tuốt trên tháp cao nhất của tòa lâu đài. Môn lịch sử pháp thuật thi vào sáng hôm thứ tư. Trong bữa thi này, Harry cố gắng ngoạch ngoạc viết ra hết tất cả những gì mà Florent Pustukie từng nói với nó về những cuộc săn lùng phù thủy ở thời Trung Cổ. Trong khi nó ao ước, giá mà có được bên cạnh một ly kem xúc cù là rắc đậu phộng rang trong căn phòng thi ngột ngạc căng thẳng này. Trừ thứ tư là buổi thi môn dược thảo học trong căn nhà kiến dưới sức nóng như nung của mặt trời, rồi trở về phòng sinh hoạt chung một lần nữa, với cổ và lưng bị rám nắng phòng rộp, còn mong cho đến ngày thêm mai lè lẹ để thi nốt những môn cuối cùng cho xong, cho qua chặng đường khổ ái này. Bài thi áp cuối của tụi nó vào sáng thứ năm là môn phòng chống nghệ thuật khắc ám. Giáo sư Lupin đã ra một cái đề thi khác thường nhất mà bọn học trò từng làm một dạng chạy đua vượt chứa nghệ vật ở ngoài trời. Ở đó tụi nó phải lội qua những ao sâu tù nước động, chứa đầy những con thủy quái Finfin Blow, rồi băng qua một loạt những hố sâu đầy chóp đỏ, rồi bì bõm tự bươn qua một bãi lầy. Bất kể sự chỉ vẽ phương hướng trật lất của những con ma đầm lầy Hinky Punk, rồi trèo vô một cái rương cũ và đánh nhau với một ông kẻ mới. Khi Harry trèo ra khỏi cái rương nghe răng cười thầy Lupin nói khẽ xuất sắc Harry ạ, điểm tối đa. Hí hững với thành công này Harry đứng quẩn quanh đó để xem Hermione và Ron thi. Ron vượt qua được các chặng đường một cách tốt đẹp cho đến khi tới chỗ con Hunky Punk. Con này đã thành công trong việc tung hỏa mù làm lạc hướng Ron khiến nó bị lúng sâu tới eo trong bãi lầy. Hermione thì thực hiện mọi thứ đều cực kỳ hoàn hảo cho tới khi cô bé tới cái rương cũ có ông kẹ trong đó. Một phút sau chui vào trong rương, Hermione vọt trở ra gào khóc. Thầy Lupin ngạc nhiên quá. Hermione có chuyện gì vậy? Hermione há hóc miệng, tay chỉ vào rương. Giáo giáo sư McGonagall. Cô nói môn nào con cũng thi rớt hết. Phải mất một lúc mới dỗ cho Hermione yên tâm lại được. Cuối cùng, khi cô bé lấy lại được sự tự chủ, thì cả ba, Harry, Ron và Hermione cùng bước trở lại tòa lâu đài. Ron vẫn còn cố gắng lắm mới nhịn được cười về vụ ông kẹ của Hermione, nhưng cái cảnh tượng mà tụi nó nhìn thấy trên bậc thềm của tòa lâu đài làm đảo lộn mọi tranh cãi của tụi nó. Trên đó, ông Cornelius Fugger, nơi hơi toát mồ hôi trong bộ áo trùm sọc, đang đứng nhìn đăm đăm ra sân, Ông nhìn thấy Harry và nói Chào cháu Harry, ta đoán cháu vừa thi xong hả, sắp xong hết chưa? Harry đáp Dạ sắp ạ à. Hermione và Ron không được hân hạnh trò chuyện với ngài bộ trưởng bộ pháp thuật nên lúng túng chàng ràng ở phía sau Ông Fugger đưa mắt nhìn qua mặt hồ và nói Một ngày đẹp trời, thật là đáng tiếc, đáng tiếc Ông thở một hơi thiệt dài rồi nhìn xuống Harry Haria, ta đến đây vì một nhiệm vụ chẳng thú vị chút nào. Ủy ban bài trừ sinh vật nguy hiểm đòi hỏi phải có người chứng kiến cuộc hành hình một con bằng mã điên và bởi vì ta cũng cần phải đến Hogwarts kiểm tra tình trạng Sirius Black nên ta bị yêu cầu tham dự vụ này. Ron bước tới trước, nói chen vô. Vậy có nghĩa là việc xem ân xá là đã xong rồi à? Ông Fugger nhìn Ron với vẻ mặt to mò và đáp Không, không Việc đó trưa nay mới tiến hành Ron bèn quả quyết nói Vậy thì ông có lẽ không cần phải chứng kiến vụ hành hình nào cả Cô bằng mã có thể sẽ được ân xá Ông Fugger chưa kịp trả lời Ron thì từ cánh cửa tòa lâu đài phía sau ông xuất hiện hai pháp sư một vị trong cổ xưa đến nỗi ông ta có vẻ không đáng kể trong mắt của bọn trẻ còn người kia thì cao to lực lưỡng, có bộ ri mép mỏng màu đen. Harry đoán họ là đại diện của ủy ban bài trừ sinh vật nguy hiểm, bởi vì lão pháp sư cổ quái liếc về phía căn tròi của lão Harry và nói với giọng yếu ớt. Ôi hỡi ôi, tôi đã già như vậy mà còn phải làm cái việc này, lúc 2 giờ hả ông phu Người đàn ông có ria mép đen dùng ngón tay lần tìm cái gì đó trong thắt lưng của y. Harry nhìn và thấy ngón tay cái to bè của y, miết dọc lưỡi búa bén sáng loáng. Ron mở miệng định nói điều gì đó, nhưng Hermione đã véo mạnh vô hông nó và hất đầu ra hiệu đi về phía tiền sảnh. Khi tụi nó đi vào đại sảnh đường để ăn trưa thì Ron tức giận cự nữ. Tại sao bồ cản tôi? Bộ không thấy họ như thế nào à? Họ thậm chí đã mai lưỡi búa sẵn sàng rồi. Chuyện này thiệt là bất công mà. Hermione cũng tỏ ra bực tức buồn rầu hết sức, nhưng cô bé nói, Ron à, ba của bộ làm việc ở bộ pháp thuật. Bộ không thể nói chuyện đó bằng cái giọng như vậy với ông sếp của ba bộ. Lần xét xử này, cho đến khi nào mà bác Harris còn ngẩng cao đầu đấu tranh và biện luận đúng đắn thì họ không thể nào hành hình bức biết được nữa. Nhưng Harry có thể thấy là chính Hermione cũng không thực sự tin tưởng vào cái điều mà cô bé vừa nói. Chung quanh tụi nó, mọi người đều đang hào hứng vừa ăn vừa trò chuyện sung sướng thấy trước kỳ thi sẽ kết thúc vào trưa nay. Nhưng Harry, Ron và Hermione thì bị chìm đắm trong nỗi buồn về lão Harry và con Buckbeak nên cũng chẳng buồn dự ăn. Bài thi cuối của Ron và Harry là môn tiên tri, còn Hermione thì thi môn gui lồ học. Cả ba đứa cùng đi lên cầu thang cẩm thạch với nhau. Đến lầu 1 thì Hermione tách ra, chỉ còn Ron và Harry đi tiếp lên lầu 7. Ở đó rất nhiều đứa trong lớp đang ngồi sẵn trên các bậc cầu thang treo leo dẫn lên phòng học của giáo sư Tre cố gắng gạo bài đến giây phút chót. Khi Harry và Ron ngồi xuống bên cạnh Neville, nó thông báo, cô sẽ gặp riêng từng đứa. Neville đang mở cuốn sách vén màn tương lai trên đùi ở trang nói về chiêm nghiệm cái cầu pha lê. Nó hỏi hai bạn với vẻ rầu rĩ. Mấy bộ có bao giờ nhìn thấy bất cứ cái gì trong trái cầu pha lê chưa? Không hề. Ron đáp với một cái giọng lơ đễnh. Nó cứ ngó chừng cái đồng hồ đeo tay Harry biết Ron đang đếm từng phút tới giờ xét phút thẩm con bức bích. Dòng người sắp hàng bên ngoài lớp học ngắn dần một cách chậm chạp. Mỗi khi có đứa nào đó trèo xuống cái cầu thang bạc là cả đám còn lại léo nhéo hỏi Cô hỏi cái gì? Trả lời được không? Nhưng tất cả đều không chịu tiết lộ điều gì hết. Khi Nelvin trèo xuống thang đi tới chỗ Harry và Ron đang ngồi, nó rít lên the thế. Cổ có nói với mình là trái cầu pha lê nói cho cổ biết nếu mình kể cho bồ nghe, mình sẽ bị một tai nạn khủng khiếp. Ron và Harry lúc này đã nhích tới đầu cầu thang rồi. Ron khịt mũi. Tiện quá ha, bồ biết không, mình bắt đầu nghĩ là Hermione nói đúng về bà ấy. Nó chỉ chỉ ngón tay về phía cái cửa bị sập phía trên đầu. Bà đúng là một mụ già biệt bợm. Harry nhìn đồng hồ của nó, bây giờ đã 2 giờ. Nó tán đồng. Ừ, cầu cho bà lẹ lẹ lên giùm. Bà Vati trèo xuống cầu thang với vẻ mặt kiêu hãnh. Cô bé nói với Harry và Ron, cô nói với tôi là có tất cả những dấu hiệu của một chân kiến. Tôi nhìn thấy rất nhiều thứ. Ờ thôi, chúc may mắn nghe. Cô bé vội vàng trèo xuống cầu thang đi tới chỗ Lavender. Từ trên đầu tụi nó vọng xuống giọng nói huyền bí quen thuộc Ronald Weasley Ron nhăn mặt với Harry rồi trèo lên cầu thang bạc và khuất mắt. Bây giờ chỉ còn Harry là người cuối cùng chờ để vào thi. Nó ngồi xuống sàn tựa lưng vào tường, lắng nghe tiếng một con ruồi vo ve bên cửa sổ đầy nắng. Tầm trí nó bắn qua sân trường chạy đến với lão Harry. Cuối cùng, sau 20 phút, bàn chân to tướng của Ron lại xuất hiện trên bậc cầu thang. Harry đứng dậy hỏi bạn, sao? Ron đáp, rác rưởi mình chẳng thấy cái khỉ khô gì hết cho nên mình bịa ra nhưng mà không biết bà có tin không. Giáo sư Tre gọi Harry Potter. Harry thì thầm với Ron. Hẹn gặp lại bồ trong phòng sinh hoạt chung nhé. Căn phòng trên đỉnh tháp nóng bức hơn bao giờ hết. Những tấm màn cửa đều được khéo khép lại. Lửa trong lò cháy bừng bừng và cái mùi khó chịu mọi khi khiến cho Harry phát ho khi nó vấp phải mấy cái ghế bàn để tùm lum trên lối đi dẫn đến chỗ giáo sư Treflowney. Bà đang ngồi đợi nó trước một cái cầu pha lê bự chán. Bà nói êm ái. Chào trò. Trò hãy vui lòng nhìn vào trái cầu pha lê này. Bây giờ cứ thông thả, rồi nói cho tôi biết trò thấy gì trong đó. Harry cúi xuống gần trái cầu và chăm chú nhìn. Nhìn đăm đăm bằng tất cả sự tập trung, mà nó có thể có được. Cầu cho trái cầu chỉ cho nó thấy một cái gì khác hơn là những vẫn sương mù đùng đục, nhưng mà chẳng có gì xảy ra hết. Giáo sư Tre hối thúc một cách nhẹ nhàng tế nhị. Sao? Trò thấy cái gì? Sức nóng áp đảo Harry và cái mũi nó cứ nhồn nhột vì làn khói đậm sương nước hoa tỏa ra từ lò sưởi bên cạnh hai thầy trò. Harry nghĩ đến những gì Ron vừa nói và quyết định xạo nó nói ờ uh, um, um, một hình dạng u tối âm um. giáo sư nuôi thì thào nó giống cái gì bây giờ thử nghĩ xem harry lục lọi đầu óc mình và bắt gặp con bức nó nói giọng chắc chắn ừm um, một con bằng mã giáo sư hăng hái viết nguệch ngoạc lên tờ giấy da để mở trên đầu gói bà thì thầm Đúng vậy, con trai ta, có lẽ con sẽ sớm thấy chung cuộc chuyện rắc rối của lão Harris với bộ pháp thuật. Hãy nhìn gần hơn con bằng mã mà nó có còn hiện ra nữa không? Đầu nó còn không? Harry khẳng định, dạ còn. Giáo sư Trelawney thuyết phục, trò có chắc không? Có chắc không đó cưng? Con không thấy nó hoàng hoại trên mặt đất. Có thể, và một cái bóng dơ cao cái lưỡi búa đằng sau nó sao? Dạ không. Harry bắt đầu cảm thấy muốn bệnh rồi. Giáo sư Trevloni vẫn tiếp tục. Không có máu à? Không thấy lão Harry khóc lóc à? Dạ không. Harry lại khăng khăng nói không, trong lòng mong muốn hơn bao giờ hết là được ra khỏi căn phòng này và thoát được sức nóng này. Con bằng mã không sao cả. Nó bay đi. Giáo sư Trevloni thở dài. Thôi được cưng à. Cô nghĩ chúng ta tạm ngừng ở đó hơi thất vọng một tí, nhưng ta cho là con đã cố gắng hết sức. Harry thở phào nhẹ nhõm và đứng dậy, sách cặp lên và quay lưng định đi, nhưng bỗng nhiên một giọng nói lớn chói tai vang lên đằng sau nó. Chuyện đó sẽ xảy ra đêm nay. Harry quay mắt người lại, giáo sư Trelawney đã trở nên cứng đờ trong chiếc ghế bành của bà, hai mắt bà láo liên và miệng bà xệ xuống. Harry nói, Thưa cô, nhưng giáo sư Trelawney không có vẻ gì là có nghe Harry nói cả. Hai mắt của bà bắt đầu đảo vòng tròn. Harry đứng sững đó trong kinh hoảng. Trong bà khủng khiếp như thể bà đang trong cơn động kinh. Harry bối rối quá, nghĩ ngay đến việc chạy xuống bệnh thất để cầu cứu. Nhưng giáo sư Trelawney lúc ấy lại nói, cũng bằng cái giọng chói lói lỗ tai, không giống giọng nói bình thường của bà chút nào. Chúa tệ hắc ám đang nằm một mình cô độc, không bạn bè, bị đệ tử của mình bỏ rơi. Kẻ thuộc hạ của Ngài đã bị xiềng xích 12 năm nay. Đêm nay, trước lúc nửa đêm, kẻ thuộc hạ của Ngài sẽ được tự do và sẽ tìm đến Ngài xin thần phục lại. Chúa tệ hắc ám sẽ lại trỗi dậy cùng với sự hỗ trợ của thuộc hạ sẽ vĩ đại hơn và khủng khiếp hơn bao giờ hết. Đêm nay trước nửa đêm kẻ thuộc hạ sẽ thoát ra xin thần phục lại ông chủ đầu của giáo sư tre Flawny gục xuống trước ngực bà phát ra âm thanh lạ nghe như tiếng ủng ỉn rồi bất thình lình đầu bà lại ngẩng phát lên giáo sư tre Flawny nói mơ màng xin lỗi nghe cưng sức nóng ba ngày trò biết đó ta chợt mắt đi một lát harry đứng đó vẫn trợn mắt ngó có chuyện gì không ổn sao cưng cô cô vừa nói với con là chú tệ hắc ám sắp sửa trỗi dậy lần nữa thuộc hạ của hắn sẽ trở lại phò tá hắn giáo sư trelawney tỏ ra hoàn toàn kinh ngạc chú tệ hắc ám à kẻ mà chớ gọi tên ra ấy à cưng ơi chuyện đó không thuộc loại chuyện đùa được đâu trỗi dậy thực ư nhưng mà cô vừa nói như vậy cô nói là chú tể hắc ám <laughs> Ta nghĩ có lẽ là trò cũng đã chợp mắt một chút rồi đó. Cưng à, ta chắc chắn không dám mạo muội tiên đoán một điều quá sức tưởng tượng như điều đó đâu. Harry trèo xuống cái thang dây và cầu thang xoắn, hoang mang tự hỏi, có phải nó vừa nghe giáo sư Trefloney thốt ra một điều tiên tri thực sự, hay đó là sáng kiến của bà về một cách kết thúc bài thi đầy ấn tượng? 5 phút sau, Harry đi nhanh qua đám quỷ lùng an ninh canh gác bên ngoài lối vào tháp Gryffindor. Những lời nói của giáo sư Trelawney vẫn còn ong ong trong đầu nó. Những học sinh khác đang lướt nhanh qua nó về hướng ngược lại, nói cười, đùa giỡn, túa ra sân, háo hức với cái tự do mà tụi nó trông mong lâu nay. Khi Harry bước tới chân dung bà béo và chui vào phòng sinh hoạt, thì căn phòng hầu như trống vắng. Ở một góc phòng, chỉ có Ron và Hermione ngồi đó. Harry thở hổn hển nói với hai bạn. Giáo sư Tre vừa nói với mình, nhưng nó ngừng tức khi nhìn thấy vẻ mặt của Ron và Hermione. Ron nói yếu ớt. Bookpick thua rồi, bác Harry vừa gửi đến cái này. Lá thư lần này của lão Harry Cowell không tèm lem nước mắt như thư trước, nhưng có lẽ tay lão rung ghê lắm khi viết, đến nỗi chữ viết của lão thật khó mà đọc được không được ân xá họ sẽ hành hình vào lúc hoàng hôn các cháu không thể làm gì cả đừng xuống đây bác không muốn nhìn thấy cảnh đó bác harry harry nói ngay chúng ta phải hành động bác ấy không thể ngồi đó một mình mà chờ đào phụ đến ron nhìn đăm đăm qua cửa sổ với vẻ thẫn thờ dù sao thì hoàng hôn tụi mình không đời nào được phép đặc biệt là bồ harry à. Harry gục đầu vào hai tay suy nghĩ. Giá mà chúng ta có tấm áo khoác tàng hình. Hermione hỏi, nó ở đâu? Harry thuật cho cô bé biết chuyện nó đã giấu tấm áo tàng hình ở hành lang bên dưới một phù thủy chột mắt. Nó nói nốt, nếu thầy Snape thấy mình lãng phản gần đó một lần nữa, thế nào mình cũng bị rắc rối to. Hermione đứng lên nói, đúng vậy, nếu thầy Snape thấy bồ, làm sao bồ mở được cái bướu trên lưng mụ phù thủy? Harry nói, bồ chỉ cần gõ lên nó và nói Demestium. Nhưng Hermione không cần đợi Harry nói dứt câu, cô bé đã quay quả băng qua phòng, đẩy bước chân dung của bà béo ra rồi biến mất. Ron ngó theo Hermione nói, chẳng lẽ Hermione đi lấy cái tấm áo tàng hình ấy à? Đúng vậy, 15 phút sau, Hermione trở về với tấm áo khoác ống ánh bạc được xếp cẩn thận giấu bên trong áo chùm của cô bé. Ron sững sờ nói, Hermione, mình không biết dạo này sao có chuyện gì đã xảy ra cho bồ. Ban đầu bồ tác ma Floyd, rồi sau bồ bỏ ra khỏi lớp học của giáo sư Tre Hermione có vẻ như được tân bốc lên mây. Ba đứa nhỏ đi xuống đại sảnh đường ăn tối như mọi người khác. Nhưng sau đó tụi nó không trở về Pháp Ryfindor. Harry giấu tấm áo tàn hình ngay bên dưới vạt trước của áo chùng nó đang mặc rồi cứ khoanh tay lại để che chỗ áo độn nổi cộm lên. Tụi nó lẻn vô một gian phòng trống phía ngoài tiền sảnh, lắng nghe động tĩnh cho đến khi chắc chắn là tiền sảnh vắng vẻ. Tụi nó nghe tiếng vài người cuối cùng vội vã đi ngang cửa, rồi có tiếng cánh cửa đóng mạnh. Hermione thò đầu ra cửa nhìn quanh, cô bé thì thầm. Được rồi, không có ai ngoài này, khoác áo đi bước sát bên nhau để cho không ai có thể nhìn thấy. Ba đứa nó nhón gót dưới tấm áo choàng đi qua tiền sảnh rồi bước xuống những bậc thềm đá, đi qua sân. Mặt trời đã lặn sau khu rừng cấm, những chớp cành tán cây cao còn vương chút nắng vàng. Ba đứa tới trước cửa căn tròi của lão Harris và gõ. Một phút sau, lão Harris mới mở cửa và khi mở cửa ra Lão nhìn quanh tìm người khách đã gõ cửa với vẻ mặt tái ngắt và toàn thân rùng rẩy. Harry nói nói nhỏ, tụi cháu đây mà, tụi cháu đang mặc áo tàng hình, bác cho tụi cháu vô nhà để tụi cháu cởi áo khoác ra. Lão Harry lao bầu, lẽ ra các cháu không nên đến đây. Nói vậy nhưng lão cũng lùi lại, tránh lối và tụi đó bước vào trong nhà. Lão Harry đóng vội cánh cửa lại và Harry cởi áo khoác tàn hình ra. Lão Harris không khóc lóc, cũng không nhào vô ôm chầm lấy tụi nó. Trong lão giống như một người đàn ông không biết mình đang ở đâu, không biết phải làm gì. Sự bơ vơ bất lực này còn bi thảm hơn cả nước mắt nữa. Lão hỏi, uống chút trà nha. Hai bàn tay khổng lồ của lão run bần bật khi đưa tay cầm lấy ấm trà. Hermione ngập ngừng hỏi, bất biết đâu rồi bác. Lão Harris làm đổ cả sữa ra mặt bàn khi rót đầy cái bình. Lão nói: "Bác uh, bác đưa nó ra ngoài chơi. Nó được cột trong vườn bí rợ của bác. Bác nghĩ nên nó nên nhìn thấy cây rừng và hít thở không khí trong lành trước khi" Bàn tay của lão Harris run dữ dội đến nỗi, cái bình sữa tuột khỏi tay lão mà vỡ tứ tung trên sàn nhà. Lão ngồi xuống, đưa tay áo lên chùi trán còn bình sữa khác trong tủ quấy. Hermione vội nói, để cháu làm cho bác Harris. Cô bé nhanh nhậu cúi xuống dọn mớ miệng chai. Harry liếc nhìn Ron, Ron đưa mắt nhìn lại một cách vô vọng. Harry ngồi xuống bên cạnh lão, tha thiết hỏi. Chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa sao bác Harry, cụ Tumbledore? Lão Harry nói, cụ đã cố gắng rồi, cụ không có quyền hành chi phối được cái ủy ban đó. Cô đã bảo với họ là con phúc biết không sao hết, nhưng họ sợ. Các cháu biết Lucius Malfoy là hạng người như thế nào mà. Hắn hù dọa họ. Bác chắc vậy. Tay đào phủ, thằng Magne là một thằng bạn cũ của Malfoy, nhưng thằng đó cũng làm nhanh và gọn, và bác sẽ ở bên cạnh nó. Lão Harris uống ực một cái. Mắt lão đảo láo liên khắp căn tròi như thể tìm kiếm một tí hy vọng hay niềm an ủi nào đó. Cụ Đo sẽ xuống đây khi chuyện đó, chuyện đó xảy ra. Cụ viết thư cho bác hồi sáng này, nói là cụ muốn, muốn ở bên cạnh bác. Cụ Đo thiệt là một người vĩ đại. Hermione nãy giờ lục loại tủ chén của lão Rít để tìm một bình sữa khác, để vuột ra một tiếng nấc nghẹn ngào ngắn và nhỏ Cô bé tìm thấy cái bình sữa mới đứng thẳng lưng lên, gắn gượng nén dòng nước mắt. Cô bé nói, tụi cháu cũng sẽ ở bên cạnh bác, bác Harris à. Nhưng lão Harris lúc lắc cái đầu bồm sòm của lão. Các cháu phải trở về tòa lâu đài thôi. Bác đã nói với các cháu rồi, bác không muốn các cháu nhìn thấy. Mà đằng nào thì các cháu cũng đâu có được phép xuống đây. Nếu ông Fugger và cụ Tumbledore bắt gặp các cháu ra khỏi tòa lâu đài mà không xin phép, thì Harry à, cháu sẽ bị rắc rối to. Nước mắt bây giờ cứ lặng lẽ tuôn trào trên gương mặt Hermione, nhưng cô bé cố giấu lão Harry bằng cách lăn xăng pha trà. Bỗng nhiên, khi đang lấy một chai sữa để rót phô bình, cô bé hét toán lên. Ron, mình, mình không thể nào tin được, con Strasbourg đây nè. Ron há hóc miệng ra nhìn Hermione. bồ đang nói cái gì vậy? Hermione đem bình sữa mới lên bàn và úp ngược nó xuống. Với tiếng kêu chít chít hoảng loạn và nỗ lực cuốn cuồng trèo trở vô trong, con chuột Scrapper vẫn bị trượt rớt khỏi mặt bàn. Ron ngay người ra kêu lên, Scrapper, Scrapper, mày làm gì ở đây? Ron chụp bắt con chuột đang ra sức vùng vẫy rồi đưa nó ra vùng ánh sáng để ngó cho kỹ. Con Scrapper trông thiệt là kinh khiếp. Nó ốm nhom hơn bao giờ hết. Từng túm lông lớn đã rụng để lộ ra những mảng hói và nó vùng vẫy trong tay Ron như đang cố gắng tuyệt vọng tự giải thoát mình. Ron vỗ về, không sao đâu Strapper, không có mèo đâu, ở đây không có cái gì hại mày hết. Lão Harris đột ngột đứng bật dậy, dồn hai con mắt nhìn qua cửa sổ, gương mặt, vốn hồng hào bình thường của lão bỗng trở nên xám ngoét như một tấm giấy da cũ. Họ đang đến, Harry, Ron và Hermione chạy vụt tới đứng quanh lão Harris. Một nhóm đàn ông đang bước xuống những bậc thềm đá của tòa lâu đài ở đằng xa, đi đầu là cụ Tumbledore. Bộ râu bạc của cụ phản chiếu ánh sáng yếu ớt của mặt trời đang lặn. Lon ton bên cạnh cụ là ông Cornelius Fugge. Đằng sau họ là ông ủy viên nhu nhược và tay đao phụ mắt Mỗi ly mỗi phân nhỏ trên toàn thân lão Harris đều rung lên. Lão nói với ba đứa nhỏ, các cháu phải đi ngay, không nên để họ gặp các cháu ở đây, đi ngay bây giờ đi. Ron nhét con Sapper vô túi áo nó và Hermione thì cầm tấm áo khoác tàn hình lên. Lão harry nói, để bác dẫn các cháu đi ra lối sau. Tụi nó đi theo lão đi qua cánh cửa mở ra phía khu vườn. Harry có một cảm giác không thật rất là lạ lùng và nó càng cảm thấy hư ảo hơn nữa khi nhìn thấy con bút bít các đó vài thước bị cột vô một cái cây đằng sau vườn bí rợ của lão Harris bút biết dường như không biết chuyện gì đó đang xảy ra nó cứ xoay cái đầu nhọn của nó hết sang bên này đến bên kia và dẫm chân xuống đất một cách lo lắng lão Harris nói dịu dàng không sao đâu Picky. không sao đâu lão quay sang Harry, Ron và Hermione bảo đi 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 mau. Nhưng cả ba đứa đều không nhúc nhích. Bác Harris, tụi cháu không thể... Tụi cháu sẽ nói với họ điều gì đã thực sự xảy ra. Họ không thể nào giết nó. Lão Harris trở nên dữ dội. Đi! Không cho tụi bay và các thứ rắc rối thì sự việc cũng đã đủ tồi tệ lắm rồi. Đi đi! Ba đứa nhỏ không còn lựa chọn nào khác. Khi Hermione tung chiếc áo tàng hình phủ lên cả Ron và Harry, tụi nó nghe thấy tiếng người vang lên ở cửa trước của căn tròi. Lão Harris ngó vô chỗ mà tụi nó vừa mới tàn hình biến mất. Lão nói khàn khàn: đi mau đi, đừng có mà nghe lén. Và lão sải bước chân trở vô căn tròi khi có tiếng ai đó gõ vào cánh cửa trước. Chậm rãi như trong trạng thái thôi miên, cả Harry, Ron và Hermione lặng lẽ đi quanh căn tròi của lão Harris. Khi tụi nó đi vòng tới phía trước của căn tròi thì cánh cửa trước đã đóng ập lại. Hermione thì thầm. Làm ơn đi mau lên, mình không thể chịu nổi nữa, mình không thể chịu đựng được. Tụi đó bắt đầu đi lên dốc của bãi cỏ, hướng về phía tòa lâu đài. Lúc này mặt trời đang lặn xuống rất nhanh, bầu trời đã chuyển thành một màu xám nhẹ phân phớt tím, nhưng phía tây đã dậy ráng chiều đỏ ao. Ron chợt đứng chết trân. Hermione năn nỉ, ôi Ron ơi làm ơn, con Strapper ấy mà, nó không chịu nằm yên nào, Ron cúi xuống cố gắng giữ Strapper trong túi áo, nhưng con chuột đang trở nên cấu tiết, kêu chít chít như điên, quằn mình, bật ra tìm cách ngoạm sâu hàm răng vô tay Ron. Ron ré lên, Strapper, tao đây mà, đồ ngu, tao là Ron đây. Cánh cửa sau lưng tụi nó mở ra và tiếng người cũng vọng ra. Hermione thổn thức. Ôi Ron ơi, làm ơn đi đi mà, họ sắp hành hình rồi, mình không thể nào chịu đựng nổi đâu. Ừ thì đi, Strapper nằm yên coi. Tụi nó đi tới trước, Harry cũng như Hermione cố gắng không nghe những tiếng om sòm vọng ra đằng sau chúng, nhưng Ron lại đứng lại một lần nữa. Mình không thể nào giữ được nó, Strapper, im đi, mọi người sẽ nghe thấy chúng ta đó. Con chuột vẫn kêu chít chít như điên, nhưng cũng không đủ to để ác tiếng người sao sát vọng từ khu vườn của lão Harry. Từ đó trỗi lên một mớ bồng bông những giọng nói đàn ông mơ hồ, rồi sự yên lặng, và rồi không báo trước gì hết, vang lên một tiếng vút rồi một tiếng uỵch của cây búa. Hermione lão đảo ngã tại chỗ, cô bé thì thầm với Harry. Họ đã làm điều đó. Mình, mình không thể nào tin được họ đã làm điều đó. Chương 17 Mèo, chuột và chó Đầu ốc Harry nghe dạy đi vì cơn xúc động quá mạnh Cả ba đứa nhỏ đứng chết lặng vì kinh hoàng dưới tấm áo khoác tàn hình Những tia nắng cuối cùng của dần thái dương đang lặng loang trên mặt đất râm những dịch sáng sẫm màu như máu Và rồi bọn trẻ nghe giọng từ đằng sau chúng một tiếng hú quang dại Bác Harry Harry lẩm bẩm Và không một giây cân nhắc xem mình đang làm gì Harry quay phát lại Nhưng cả Ron và Hermione đều đã giữ chặt cánh tay nó mặt Ron đã trắng bệt như tờ giấy bảo. Chúng ta không thể làm gì được đâu. Nếu họ biết là tụi mình đã đi gặp bác ấy, thì bác ấy chỉ gặp thêm rắc rối mà thôi. Hơi thở của Harmony vừa ngắn vừa đứt đoạn. Cô bé ngạn ngào. Làm sao mà họ có thể? Làm sao họ lại có thể làm điều đó chứ? Ron vội về, răng đánh lập tập. Thôi, nguôi đi mà Harmony. Tụi nó quay trở về tòa lâu đài, bước chậm chậm bên nhau để được che kín dưới tấm áo tàng hình. Ánh hoàng hôn bây giờ tắt rất nhanh, khi tụi nó ra tới khoảng sân trống thì bóng tối đã phủ xuống khắp chung quanh. Ron bộ một tay trước ngực áo rít lên, Scrappers, nằm yên coi. Con chuột vẫn dùng dãy điên cuồng, Ron đột ngột dừng bước, cố hết sức nhét con chuột vô sâu trong túi áo. Mẹ mắc chứng gì bị hả, con chuột ngu ngốc, mày có nằm yên không? Ui da, nó cắn tôi. Harmony khẩn khoản bảo, Ron ơi, khe khẽ dùng giới, ông Fudge sẽ tới ngay bây giờ đây nè. Nó không chịu nằm yên. Rõ ràng là con Strabbers hoảng sợ, nó đang dùng dãy bằng tất cả sức lực để thoát ra khỏi bàn tay túm chặt của Ron. Nó mắc chứng gì vậy? Nhưng vì lúc đó Harry nhìn thấy Crook's Hands thân mình ép sát mặt đất, hai mắt vàng khe to cổ lóng lánh một cách kỳ lạ trong bóng tối. Con vật đang lẫn lút tiến về phía tụi nó, Harry không thể biết được là con mèo đó có thể nhìn thấy tụi nó không hay là chỉ lần theo tiếng chút chít của con Scrubbers. Harmony rên rỉ. Crooks ơi, không được đâu, đi chỗ khác đi. Crooks đi đi. Nhưng con mèo đang tiến tới gần. Scrubbers, đừng. Quá trẻ, con chuột đã đưa ra khỏi những ngón tay nắm chặt của Ron, rớt xuống đất rồi cuốn cuồng chạy trốn. Chỉ với một cú nhảy bọt, Cruxhans phóng sát theo sau con chuột. Và trước khi Harmony hay Harry có thể ngăn chặn kịp, thì Ron đã quẳng tấm áo tàng hình ra khỏi mình để chạy thuộc mạng vào trong bóng đêm. Harmony rên rỉ, Ron ơi là Ron. Cô bé và Harry nhìn nhau rồi chạy nước rút theo Ron. Trùm tấm áo tàng hình thì không thể nào chạy nhanh được. Hai đứa đành cởi phăng ra và tấm áo cứ bay phất phơ phía tụi nó như một lá cờ tụi nó có thể nghe tiếng chân quỳnh quịch chạy đằng trước và tiếng rôn quát thét con sốt tránh xa nó ra đi chỗ khác scrappers quay lại đây một tiếng quịch vang lên rõ to bắt được mày rồi nè tránh ra con mèo mắc dịch harry và harmony suýt ngã nhào lên người rôn tụi nó kịp thắng lại ngay trước mặt rôn rôn đang bò lầm cơm trên mặt đất nhưng cũng đã bắt được con scrappers cho biểu túi hai tay nó giữ rịch lấy cái cục rung lại bẫy trong túi áo Harmony thở hổn hển ron thôi đi mau chui trở vô tấm áo tàng hình thầy Dumbledore, ông bộ trưởng họ sắp trở ra trong chút lát nữa thôi nhưng trước khi tụi nó kịp trùm kính lại chưa kịp thở lấy hơi thì cả đám đã nghe tiếng giảm bước rầm rập của những cái chân có bước khổng lồ có cái gì đó đang hướng về tụi nó trong bóng đêm một con chó khổng lồ đen nhánh với đôi mắt xanh xám harry rút cây đũa phép của nó ra nhưng quá trễ rồi con chó đã phóng một cú nhảy vĩ đại và vuốt trước của nó đã chụp trúng ngực harry harry ngã ngửa ra sau dưới một đám lông quang tích cảm thấy được hơi thở nóng hổi của con chó và những cái răng dài tới hai phân nhưng sức mạnh của cú nhảy đã khiến con chó bị quá đà nó xua harry té lăn quay sừng sốt và cảm thấy như có thể bị gãy hết mấy cái bè sườn harry cố gắng đứng dậy nghe tiếng con chó gầm gừ như thể nó đang dần quanh chuẩn bị một cú tấn công khác Ron đã đứng dậy. Khi con chó phóng trở lại về phía chúng, Ron đẩy Harry qua một bên. Do vậy con chó tạp lấy cánh tay Ron đang duỗi ra. Harry nhào tới nắm được một túm lông của con thú, nhưng con thú vẫn lôi Ron đi dễ dàng như thể lôi một con búp bê bằng dẻ rách. Thế rồi chẳng biết từ đâu ra, một cái gì đó quật ngang mặt Harry mạnh đến nỗi nó là bị giật ngã chổng kềnh xuống đất. Nó nghe tiếng Harmony rít lên đau đớn và cũng bị té ngã như nó. Harry mò mẫm tìm cây đũa phép, vừa chớp mắt cho máu chảy ra khỏi mi, nó vừa thì thào, Lumos. Ánh sáng của đầu đũa phép giúp Harry nhìn thấy cái thân tổ chẳng của một cây cổ thụ. Thì ra tụi nó đã rượt con Strappers chạy tuốt vô tán cây liễu roi và canh nhánh của cây này đang kêu co kẹt như trong cơn dông bão, quất tới quất ngược để không cho tụi nó tới gần hơn. Và kìa, ở ngay dưới gốc cây là con chó, nó đang kéo leon giật lùi vô một lỗ hổng to trong đám rễ cây. ron kháng cự dữ dội, nhưng đầu và thân nó vẫn lần lần trượt khuất khỏi tầm mắt harry. ron, harry hét gọi, tìm cách bươn theo, nhưng mấy cành cây to nặng ịch cứ quất chí mạng trong không trung, buộc harry phải lùi lại. bây giờ harry và harmonie chỉ còn thấy một chân của ron còn thò ra. ron đã móc cái chân đó vô một cái rễ cây trong nỗ lực chống chọi lại con chó để không bị nó lôi tuột xuống lòng đất. Chợt một tiếng rắc vang lên nghe như tiếng súng nổ, chân của Ron bị gãy và chỉ một nháy mắt sau đó bàn chân của Ron cũng biến mất luôn. Harmony gào khóc. Harry, tụi mình phải đi kêu cứu. Cô bé cũng đã bị chảy máu, cây liễu roi đã quất tét vai cô bé. Harry nói, không kịp, không còn đủ thời giờ đâu, Ron sẽ bị nuốt chửng ngay bây giờ. Nhưng nếu không có người giúp thì tụi mình cũng không làm gì được một cành cây khác lại quật xuống hai đứa nhỏ. Những cành nhỏ của nó kỳ chặt như những khớp nắm tay. Harry né bên này, tránh bên kia, thở hổn hển và nói, nếu con chó đó vô lọt, thì tụi mình cũng có thể vô lọt. Nó cố tìm cách len lách qua những cành cây hung tợn, cứ quật đập túi bụi, nhưng nó không thể tiến được tới gần rễ cây thêm một tí nào, mà lại không bị những đòn chí mạng của những cành cây đánh văng ra. Harmony bấn loạn nhảy loi cho tại chỗ, thì thào như điên. Ôi, cứu cứu làm ơn cứu con mèo Crookshanks phóng tới trước nó uốn éo như một con rắn lách mình qua những cành cây đang quật đập liên hồi rồi đặt chân trước lên một cái mấu của thân cây ngay lập tức toàn thể cái cây như bị quá thành cảm thạch ngừng cử động ngay ngay cả một cái lá cũng không thèm nhúc nhích Harmony ngờ ngờ thì thào. Crookshanks giờ thì cô bé nếu lấy cánh tay Harry nếu chặt đến phát đâu làm sao mà nó biết? Harry khẳng định, nó là bạn của con chó đó, mình đã nhìn thấy tụi nó đi với nhau, đi thôi, bồ cầm sẵn đũa phép trong tay nha. Tụi nó chỉ mất vài giây để chạy tới đám rễ cây, nhưng trước khi tụi nó tới được miệng cái lỗ, thì con Crookshanks đã ngóc chùm đuôi xù như cái chỗ cọ rửa chai của nó một cái, và chui tọt vô trong. Harry chui theo ngay, nó bò tới trước, đầu thò vô trước, tuột xuống một cái dốc bằng đất đến tận đáy của một đường hầm rất thấp. Crookshanks ở cách nó một chút, hai mắt lóe lên ánh sáng của ngọn lửa phát từ đầu cây đũa phép của Harry. Chạy dây sau, Harmony cũng tuột xuống bên cạnh Harry. Cô bé thì thầm với giọng quảng sợ. Ron ở đâu? Harry cúi lâm khom đi theo con Crookshanks trả lời Harmony. Đi theo lối này. Harmony theo đằng sau Harry vẫn hụt hơi hỏi tiếp. Đường hầm này dẫn tới đâu? Mình không biết, nó được đánh dấu trong tấm bản đồ của đào tặc, nhưng anh Fred và anh George nói chưa từng có ai vô được. Nó mất hút ở mép tấm bản đồ, nhưng có vẻ như nó dẫn tới làng Hosmet. Tụi nó cố đi nhanh hết sức, gần như gặp đôi thân mình lại. Đằng trước tụi nó là cái đuôi của con Crusens, khi ẩn, khi hiện. Con đường hầm cứ dài ra, dài mãi. Harry cảm thấy ít nhất nó cũng dài bằng con đường hầm dẫn tới tiệm công tức mật Giờ đây trong đầu Harry chỉ có Ron, rằng con chó kia có thể làm gì Ron. Harry co giò chảy nước rút, hấp từng hơi thở ngắn trong từng cơn hụt hơi đầu thấu ngực. Và rồi con đường hầm bắt đầu dốc cao lên, một lát sau con đường ngoan ngoeo uống khúc và Crookshanks biến đâu mất. Thêm gì con mèo phía trước, Harry nhìn thấy một nhạt sáng mờ mờ xuyên qua một khe hở nhỏ. Nó và Harmony dừng lại, há họng mà thở, rồi mon men đi tới trước, cả hai đều giơ cao cây đũa phép để coi cái gì nằm ở đằng kia. Đó là một căn phòng, một căn phòng bừa bộn và bụi bặm hết biết. Giữa dán tường bị tróc hết ra, khắp trên sàn dương vải cấu bẩn rác rến, mọi thứ bàn ghế và đồ nội thất đều bị bể gãy, như thể đã bị kẻ nào đập phá, còn tất cả cửa sổ đều bị đóng dáng bịt kính. Harry liếc nhìn Harmony, cô bé trông có vẻ đã sợ đến chết khiếp nhưng cũng gật đầu. Harry bèn chui qua cái lỗ, mở to mắt nhìn quanh. Căn phòng trống vắng, nhưng cánh cửa bên phải tụi nó để mở, dẫn đến một hành lang âm u. Một lần nữa, Harmony đột ngột chụp lấy cánh tay Harry. Đôi mắt mở to của cô bé đang đảo quanh khung cửa sổ bị bịt kính bằng dáng. Cô bé thì thầm. Harry, mình nghĩ là tụi mình đang ở trong căn lều hét. Harry nhìn quanh, mắt nó gặp phải cái ghế gỗ nằm gần đó, nhiều thanh gỗ đã bị bẻ gãy và một cái chân ghế bị sút ra hoàn toàn. Harry chậm rãi nói, ma không thể nào làm điều đó được. Ngay lúc đó, phía trên đầu tụi nó vang lên một tiếng rắc, có cái gì đó di chuyển trên lầu. Cả hai đứa cùng ngước nhìn lên trần. Bàn tay Harmony bố cánh tay Harry chặt đến nỗi Harry không còn nghe cảm giác gì nữa ở mấy ngón tay. Nó nhứng chân mày nhìn Harmony, cô bé lại gật đầu và buông tay ra hết sức lặng lẽ, tụi nó bò vào hành lang rồi treo lên một cái cầu thang gần như đổ nát. Mọi thứ đều bị phủ một lớp bụi dày, ngoại trừ sàn nhà. Trên sàn có một dệt khá rộng, sạch bụi, vừa được tạo ra bằng một cái gì đó bị kéo lết lên cầu thang. Hai đứa lần tới đầu cầu thang tôi tối. Nox. Chú thích có nghĩa là tốt đen. Hết chú thích. Hai đứa cùng thì thầm với nhau và ánh sáng ở đầu cây đũa phép của tụi nó tắt đi chỉ có một cánh cửa mở ra. Khi bò tới cánh cửa mở đó, tôi nhỏ nghe thấy có gì đó đang chuyển động ở đằng sau cánh cửa. Một tiếng rên trầm ngâm, rồi một tiếng gừ gừ to và sâu. Hai đứa trao đổi với nhau cái nhìn dò ý cuối cùng và cái gật đầu nhất trí sau chót. Cầm chắc cây đũa phép trong tay, Harry đám mạnh cho cánh cửa bật mở ra. Trên một cái giường tráng lệ có bốn cọc mùng với những rem treo đầy bụi bặm Brook Hands nằm dài, ngó thấy tụi nó thì gừ gừ to tiếng. Bên cạnh đó, nằm trên sàn ôm chặt cái chân đã bị gãy. Tạo thành một góc kỳ dị, chính là Ron. Harry và Hermione lao ngang phòng đến bên Ron. Ron, bồ có sao không? Con chó đâu rồi? Ron nghiến răng lại vì đau đớn, nó rên rỉ. Không phải chó, Harry ơi, đó là một cái mẹo lừa. Cái gì? Con chó là hắn, hắn chính là một phù thủy quá thú. Mắt rôn ngó trừng trừng qua vai của Harry. Harry xoay phắt người lại. Bằng một tiếng cạch, người đàn ông trong bóng tối đóng lại cánh cửa đằng sau lưng tụi nó. Chùm lông rối nùi bẩn thỉu toàn ten trên hai cùi chỏ quy. Nếu đôi mắt y không lóe sáng trong hai hốc mắt sâu u tối, thì có thể tưởng y chỉ là một cái xác không hồn. Làn da y trông như sáp, căng trên bộ xương mặt, giống hệt một cái đầu lâu và mấy cái răng vàng của y đang nhe ra thành một nụ cười. Y chính là Sirius Black. Black chỉ cây đũa phép của Ron về phía bọn trẻ, giọng ôm ôm. Expelliarmus. Đũa phép của Harry và Hermione đều văng ra khỏi tay thủ nó, bay bèo lên không trung và bị Black bắt gọn. Bây giờ Black bước tới một bước gần hơn, mắt y đăm đăm nhìn Harry, y nói khào khào. Tôi đang nghĩ là con thể nào cũng phải đến đây để giúp bạn mình. Giọng của hắn nghe như từ lâu rồi hắn không có thói quen xài tiếng nói nữa. Ba của con cũng từng làm như vậy vì tôi. Còn thuộc nòi dũng cảm, không chạy đi mét thầy cô giáo. Tôi rất biết ơn, điều này sẽ làm cho mọi việc dễ hơn nhiều. Những lời bình phẩm về cha nó vang ong ong trong tay của Harry như thể Black gầm thét bên tai. Lòng căm ghét sôi sụp nổ trào trong lòng ngực nó, khiến bên trong nó không còn chỗ nào cho sự sợ hãi ẩn núp nữa, Lần đầu tiên trong đời, Harry muốn nắm lại cái đũa phép trong tay, không phải để tự vệ, mà để tấn công, để giết. Không ý thức mình đang làm gì, Harry nhào tới trước, nhưng bất thình lình bên cạnh nó một người dùng lên, và hai cánh tay túm chặt lấy nó, lôi kéo nó lại. Đừng, Harry! Harmony quảng hốt thì thầm, tuy nhiên Ron nói với Black, nếu ông muốn giết Harry thì ông cũng nên giết luôn cả hai đứa tôi. Giọng nói của Ron rất mạnh mẽ, mặc dù việc cố gắng đứng lên càng khiến nó thêm nhợt nhạt, và đầu óc nó quay mồng mồng trong khi mở miệng nói. Có cái gì đó bùng cháy trong đôi mắt u uẩn của Black, y dịu dàng nói với Ron. Nằm xuống đi, cậu sẽ làm cho vết thương ở chân tệ thêm đó. Ron vẫn bám vào vai Harry một cách đau đớn để cố ngồi thẳng lên, nó nói bằng giọng yếu ớt. Ông có nghe không, ông sẽ phải giết cả ba đứa tụi tôi. Nhưng Black tuét miệng cười nói đêm nay ở đây sẽ chỉ có một người bị giết thôi. Tại sao vậy? Harry khạc ra mấy lời khinh miệt, nó vẫn cố sức dùng dãy để thoát khỏi sự kèm giữ của Ron và Hermione. Lần trước, ông đâu có bận tâm về số người bị giết hả? Ông đâu có chùng tay tàn sát tất cả những người mất cô đó để giết cho được Pritting Ông mắc chứng gì rồi sao? Ngục Akaban làm ông dễ mũi lòng rồi hả? Hermione nói một cách run rẩy. Harry, im đi. Harry rống lên. Hắn đã giết ba má tôi. Với một sự cố gắng phi thường, Harry dùng thoát được sự kèm cặp của Ron và Harmony lao thẳng tới trước. Nó quên mất tiêu khả năng pháp thuật của nó chỉ có bao nhiêu. Nó quên bén là nó ốm nhom, nhỏ con và mới 13 tuổi, trong khi Black là một người đàn ông cao lớn. Nó chỉ cần biết là nó muốn làm cho Black bị tổn thương thiệt nặng nề mà nó bất kể là về phần nó, nó có thể bị y hại như thế nào có lẽ vì xúc động trước việc Harry toàn hành động quá ngu ngốc. Hoặc vì lẽ gì đó không biết mà Black không giơ cây đũa phép lên ngay lúc đó. Một bàn tay của Harry chụp được cổ tay vô dụng của Black, buộc đầu đũa phép chỉ trệt đi, bàn tay nắm chặt còn lại của Harry đấm vô mạng tay của Black và cả hai ngã nhào ra sau, đụng vào bức tường. Harmony gào lên, Ron thét lớn, một ánh sáng chói lòa nháng lên khi mấy cái đũa phép trong tay Black bắn vào không trung một chùm tia lửa xước qua mặt Harry trong đường tơ kẻ tóc. Harry cảm thấy cánh tay quát queo giữa những ngón tay của nó đang dùng dãy như điên, nhưng nó cố níu lấy. Còn tay kia thì nó thổi nó, đấm bất cứ chỗ nào trên thân thể Black mà nó đấm được. Chợt bàn tay kia của Black đã túm được cổ họng của Harry, y rít lên. Không, ta đã chờ đợi quá lâu. Những ngón tay siết chặt lại, Harry ngạt thở, cặp kiến của nó lệch qua một bên. Thế rồi nó nhìn thấy một bàn chân của Harmony không biết từ đâu phóng tới. Black hự lên một tiếng đau đớn buông Harry ra. Ron cũng nhào vô bàn tay cầm đũa phép của Black và Harry nghe một tiếng lách cách nhỏ nhỏ. Nó cố trồi lên khỏi đống thân người hỗn độn và nhìn thấy cái đũa phép của mình đang lăn lông lốc trên sàn. Nó phóng mình về phía cây đũa phép, nhưng... Crookshanks cũng xíu vô cuộc ẩu đả, hai chân trước đè móng vuốt của con mèo bự chảng này bấu sâu vào cánh tay Harry. Harry lẳng nó ra, nhưng con Crookshanks bây giờ lại phóng tới chỗ cây đũa phép của Harry. Harry rống lên, mày không được lấy. Nó nhắm một cú đá vào con Crookshanks, làm con mèo này văng qua một bên, gừ lên thảm thiết. Harry chụp ngay lấy cây đũa phép quay lại, nó hét bảo Ron và Hermione, tránh xa ra. Hai đứa kia không đợi bảo lần thứ hai. Hermione miệng há hốc ra để thở, môi dập chảy máu, lồm côn bò qua một bên chụp lại cây đũa phép của mình và ron ron thì bò tới cái giường và đổ nhào lên đó thở hổn hển gương mặt trắng bệch của nó bây giờ nhúng màu xanh tái cả hai tay ôm ghì lấy cái chân gãy black thì nằm sóng xoài dưới chân tường bộ ngực lép xẹp của y phập phồng gấp gáp khi nhìn harry từ từ bước tới gần cây đũa phép của harry chỉ ngay vào trái tim của black black thì thào con sắp giết tôi ư harry Harry đứng lại ngay phía trên người Black. Cái đũa phép của nó vẫn chĩa vào ngực Black. Và nó nhìn xuống Black. Một vết thương thâm tím đang hiện ra quanh hốc mắt trái của y. Và mũi y thì đang chảy máu. Harry nói bằng giọng hơi run nhưng vẫn nắm chắc cây đũa phép trong tay. Ông đã giết ba má tôi. Black đăm đăm nhìn Harry bằng đôi mắt hủng sâu. Y nói rất lặng lẽ. Tôi không chối điều đó, nhưng nếu con biết toàn bộ câu chuyện, lỗ tai Harry lại âm âm tiếng phẫn nộ, nó gặp lại. Toàn bộ câu chuyện à, tôi chỉ cần biết ông là người đã bán đứng ba má tôi cho Voldemort. Black nói, trong dòng y lúc này có sự khẩn khoản. Con hãy nghe tôi nói, con sẽ hối hận nếu con không nghe, con không hiểu. Tôi hiểu nhiều hơn là ông tưởng. Harry nói, giọng nó bây giờ rung hơn bao giờ hết. Ông chưa bao giờ nghe má tôi gian sinh hả? Má tôi, cố sức ngăn Voldemort giết tôi, mà ông đâu có biết cho, ông đã bán đứng ba má tôi. Cả hai chưa kịp nói thêm lời nào, thì có cái gì đó màu cam phóng ngang qua Harry. Đó là con mèo Crookshanks đã nhảy lên ngực Black và cứ ngồi lì ở đó, ngay chỗ vị trí trái tim của Black. Y chớp mắt cúi xuống nhìn con mèo, y cố đẩy Crookshanks ra, rù rịp với nó. Tránh ra đi. Nhưng Crookshanks vẫn bấu chặt chuốt vô tấm áo chùm của Black, không chịu nhúc nhích. Con mèo đưa bộ mặt xấu xí bàn bạc về phía Harry, ngước đôi mắt to cộp vàng khe nhìn nó. Đứng bên cạnh Harry, Harmony bực lên tiếng nức nở. Harry cúi xuống nhìn chầm chầm Black và con Crookshanks, tay nó siết chặt cây đũa phép. Nếu nó giết luôn cả con mèo thì sao? Con mèo cùng phe với Black mà. Nếu Crookshanks vì tìm cách bảo vệ Black mà bị chết lây thì đó không phải là việc của Harry. Nếu Black muốn cứu lấy con mèo thì chỉ có nghĩa là hắn lo cho mạng sống con mèo hơn cả mạng sống của ba má Harry. Harry giơ cây đũa phép lên. Bây giờ, đây là lúc lấy lại lẽ công bằng. Bây giờ, đây là lúc trả thù cho ba má. Nó sắp sửa giết Black. Nó phải giết Black. Đây là cơ hội cho nó trả thù. Những giây đó sao mà dài đằng đẵng và Harry vẫn cứ đứng trơn ra đó như đóng băng. Cây đũa phép giơ ra sẵn sàng và Black đăm đăm nhìn nó. Còn Crookshanks thì chậm chệ trên ngực Black. Từ phía chiếc giường, Ron thở ra những hơi thở rời rạc. Harmony hoàn toàn nín lặng. Bỗng nhiên nổi lên một tiếng động mới. Những bước chân gấp gáp đang giam vọng xuyên qua sàn nhà. Có ai đó đang bước ở dưới nhà. Harmony thanh linh giao thét. Chúng tôi ở đây! Chúng tôi ở đây nè! Có Sirius Black! Mau lên! Black làm một động tác giật mình suýt hất con mèo Crusans dăng xuống đất. Harry nắm chặt cây đũa phép tay run bần bật, một giọng nói trong đầu nó vang lên. Phải hành động ngay bây giờ. Nhưng những bước chân đạp vang lên rầm rập trên cầu thang mà Harry vẫn chưa hành động. Cánh cửa phòng mở tung ra trong một trận mưa tia lửa đỏ, Harry quen ngoắt người lại khi giáo sư Lupin xông vào phòng, gương mặt cắt không còn một giọt máu, cây đũa phép giơ ra sẵn sàng. Ông đưa mắt nhìn từ Ron đang nằm trên sàn đến Hermione đang nếp mình bên cánh cửa. Rồi đến Harry đứng đó với cái đũa phép chĩa vào Black. Và rồi đến chính Black đang ngã gục và đổ máu dưới chân Harry. Giáo sư Lupin la to. Expelliarmus. Cái đũa phép của Harry một lần nữa lại bay vụt khỏi tay nó. Hai cái đũa phép trong tay Harmony cũng vậy. Thầy Lupin khéo léo bắt gọn tất. Rồi bước hẳn vào phòng, nhìn chăm chăm Black. Kẻ vẫn đang được con mèo Crookshanks bám ngang ngực để bảo vệ. Harry đứng đó, bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng. Nó không làm được điều đó. Nó không có đủ khí phách. Black, vậy là sẽ bị giao nộp cho các viên giám ngục Akeban. Rồi thầy Lupin lên tiếng bằng một giọng kỳ lạ, một giọng rung rung những cảm xúc bị đè nén. Hắn đâu? Sirius ấy. Harry lập tức đưa mắt nhìn thầy. Nó không hiểu thầy Lupin định nói gì. Thầy Lupin đang nói về ai? Nó lại quay qua nhìn Black. Gương mặt Black hầu như không còn cảm xúc, y cũng không cục cựa trong mấy giây. Rồi rất chậm rãi, Black giơ một bàn tay không lên và chỉ thẳng vào Ron. Hết sức hoang mang, Harry liếc nhìn Ron, Ron cũng ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Thầy Lupin vẫn nhìn Black chăm chăm với sự chăm chú lạ lùng như thể muốn đọc thấu ý nghĩ của y. Nhưng mà vậy thì... Tại sao từ trước tới giờ hắn không lộ ra? Trừ khi, Đôi mắt của thầy Lupin chợt nở lớn, như thể thầy vừa nhìn thấy điều gì đó ở đằng sau Black, điều gì đó mà những người khác trong phòng không thể nhìn thấy. Trừ khi hắn chính là kẻ, trừ khi tụi bay đổi vai mà không nói cho tao biết. Đôi mắt hủng sâu của Black vẫn không rời khỏi gương mặt thầy Lupin, rất chậm rãi, y gật đầu. Harry chen vô nói to. Thưa giáo sư Lupin, cái gì đang? Nhưng nó không bao giờ nói nốt ra câu hỏi bởi vì cái điều nó nhìn thấy làm cho giọng nó tắt nghẹn trong cổ họng. Thầy Lupin hạ cây đũa phép xuống, sau đó đi đến bên cạnh Black. Thầy nắm chặt tay y, kéo y đứng lên, khiến cho con Crookshanks rất bịch xuống sàn. Rồi thầy ôm chầm lấy Black như ôm người anh em của mình. Harry có cảm giác như thể ruột gan lộn tùng phèo. Harmony la lớn. Tôi không tính nổi. Thầy Lupin buông Black ra và quay lại phía cô bé. Harmony cũng đã tự đứng lên và chỉ thẳng tay vào thầy Lupin. Hai mắt mang dại, cô bé lắp bắp. Thầy, thầy. Harmony. Thầy và hắn. Harmony, bình tĩnh lại nào. Harmony rơi lên. Vậy mà tôi đã không nói cho ai biết, vậy mà tôi đã giữ kín cho thầy bấy lâu nay. Thầy Lupin kêu to. Harmony, làm ơn nghe thầy nói đã, thầy có thể giải thích. Harry cảm thấy toàn thân nó rung lên, không phải vì sợ hãi, mà vì một đợt sóng phẫn nộ mới vừa trào dâng nó hét vào mặt thầy lupin giọng nó rung lên không kiềm chế được tôi đã tin cậy thầy vậy mà lâu nay thầy đánh bạn với hắn thầy lupin nói con hiểu lầm rồi thầy không đánh bạn với sirius suốt 12 năm nay nhưng bây giờ thầy hãy để cho thầy giải thích đừng harmony gào lên Harry, đừng tin ổng, lâu nay ổng đã giúp cho Black đột nhập lâu đài. ổng cũng muốn cho bộ chết luôn, ổng là một người sói. Một sự im lặng kéo dài. Ánh mắt mọi người giờ đây hướng cảm cho thầy Lupin. Thầy vẫn vô cùng bình thản, tuy có nhợt nhạt đi đôi chút, thầy nói. Harmonia, không phải mọi thứ đều đâu ra đó như tiêu chuẩn thông thường của con đâu. Thầy e là chỉ chừng một phần ba điều con nói là đúng thôi. Thầy không hề giúp Sears đột nhập tòa lâu đài và thầy chắc chắn không hề muốn cho Harry chết. Một cơn rùng mình kỳ lạ lướt qua mặt thầy, nhưng thầy không chối rằng thầy là một người sói. Ron một lần nữa cố gắng một cách can đảm để ngồi dậy, nhưng lại ngã giật xuống với một tiếng rên đau đớn. Thầy Lupin tiến gần đến bên nó tỏ ra lo lắng, nhưng Ron hỗn hển bảo, tránh xa tôi ra, đồ người sói. Thầy Lupin đứng chết lặng, rồi với một sự cố gắng rõ rệt, thầy quay lại Harmony và nói, con biết điều đó bao lâu rồi? Harmony thì thào, lâu rồi, từ lúc mà tôi biết bài luận mà giáo sư Snap yêu cầu thầy Lupin nói bình thản. Thầy Snap sẽ hài lòng lắm. Thầy ấy ra cái đề luận đó với hy vọng sẽ có người nhận ra các triệu chứng bệnh của tôi. Vậy con có kiểm tra chu kỳ mặt trăng để nhận thấy là tôi luôn luôn bệnh vào những lúc trăng tròn không? Hay là con đã nhận thấy ông kẹ biến thành dần trăng mỗi khi nó thấy tôi? Harmony lặng lẽ đáp. Cả hai. Thầy Lupin bật cười. Con là phù thủy thông minh nhất ở lứa tuổi của con mà thầy từng gặp Harmony à. Harmony thì thầm. Tôi không xứng đáng với lời khen đó, nếu tôi mà thông minh hơn một tí xíu thôi thì tôi đã nói cho mọi người biết thầy là ai rồi. Thầy Lupin nói, nhưng mà mọi người biết cả rồi, ít nhất thì hội đồng giáo viên đều biết. Ron thở hào hển, cụ Dumbledore biết ông là người sói mà cũng nhận ông về trường à, cô ấy điên sao chứ? Thầy Lupin nói, một số giáo viên cũng nghĩ vậy, cô ấy cũng khó khăn lắm mới thuyết phục được một số giáo viên là tôi đáng tin cậy. Harry gào lên, và cô ấy đã lầm. Ông đã luôn luôn trợ giúp hắn. Nó chỉ tay vào Black. Y đã lết tới cái giường danh nằm lên đó, úp mặt vào hai bàn tay run lại bẫy. Cruz nhảy lên theo và nằm bên cạnh Black, gác chân lên đùi Y gừ gừ. Ron lấy cái chân gậy của nó, nhích ra xa khỏi Black và con mèo. Thầy Lupin nói, Thầy không hề trợ giúp Sirius lâu nay. Nếu con cho thầy một cơ hội, thầy sẽ giải thích. Coi đây này, thầy tách những cái đồ phép của ba đứa nhỏ ra và quăng trả từng cây về cho chủ nhân. Harry chụp lại cây đũa phép của nó sững sờ. Thầy Lupin nhét cây đũa của thầy vô thắt lưng. Đó, bây giờ các con có biểu trang, còn bọn tôi thì không. Vậy các con chịu nghe chưa? Harry không biết nên nghĩ gì nữa, có phải là một trò bịp không đây? Nó liếc một cái nhìn giận dữ về phía Black và nói. Nếu như thầy không hề trợ giúp gì hắn, thì làm sao thầy biết được hắn ở đây? Thầy Lupin đáp. Nhờ tấm bản đồ, tấm bản đồ của đào tặc ấy, Thầy đang ngồi trong văn phòng của thầy xem xét tấm bản đồ. Harry ngợp giật hỏi. Thầy biết cách sử dụng nó à? Thầy Lupin phất tay một cách nóng nảy. Dĩ nhiên là thầy biết sử dụng rồi. Thầy đã góp phần viết ra nó mà. Thầy là mơ mộng ngớ ngẩn. Đó là biệt danh bạn bè đặt cho thầy hồi còn đi học. Thầy đã viết. Chuyện quan trọng là, hồi chiều thầy đang xem xét tỉ mỉ tấm bản đồ, bởi vì thầy có ý nghĩa là con Ron và có thể tìm cách lẻn ra khỏi tòa lâu đài để đến thăm lão Harry trước khi con bằng mã bị hành hình và thầy đã đoán đúng phải không nào? Thầy Lupin bắt đầu đi qua đi lại, mắt nhìn bọn trẻ, từng mảng bụi bốc lên theo bước chân thầy. Harry à, có thể con đã khoác tấm áo khoác cũ của ba con, làm sao thầy biết về tấm áo khoác của ba con? Thầy Lupin lại sốt ruột phất tay một lần nữa. Vô số lần thầy đã nhìn thấy James biến mất dưới tấm áo đó. Vấn đề là cho dù con có mặc áo khoác tàng hình thì con vẫn hiện ra trên tấm bản đồ của đào tặc. Thầy đã quan sát các con đi băng ngang qua sân trường và đi vào căn chòi của bác hai 20 phút sau, các con rời khỏi nhà bác Harris, đi trở về tòa lâu đài. Nhưng mà các con có thêm một kẻ tháp tùng. Harry kêu lên, cái gì? Không, đâu có thêm ai tháp tùng đâu. Thầy Lupin vẫn đi qua đi lại, không lý tới lời nói chen ngang của Harry. Thầy nói tiếp, thầy không thể nào tin được vào mắt thầy được. Thầy tưởng tấm bản đồ bị trục trặc kỹ thuật, làm sao mà hắn có thể đi cùng với các con chứ? Harry nói, không có ai đi cùng với chúng con cả. Và rồi, thầy nhìn thấy một chấm khác di chuyển rất nhanh về phía các con, mang tên Sirius Black. Thầy thấy y đụng độ với các con, rồi y lôi hai người trong số các con vô trong hang dưới cây liễu roi. Ron tức giận cái chính. Một người mà thôi. Thầy Lupin nói. Không, Ron à, hai người. Thầy đã ngừng bước, đưa mắt nhìn Ron. Thầy điềm đạm nói. Con có đồng ý cho thầy xem con chuột một chút không? Ron kêu lên. Cái gì? Con chuột Shrapers thì mắc mớ gì tới chuyện này? Thầy Lupin nói. Mắc mớ tới mọi thứ. Con vui lòng cho thầy xem nó một chút. Ron ngập ngừng rồi thò một tay vô trong áo chùng. Con Shrapers hiện ra dùng dãy một cách tuyệt động. Ron phải nắm chặt cái đuôi trụi lũi của con chuột để không cho nó chạy trốn. Crocsens đứng dựng lên trên đùi của Black, phát ra một tiếng rít nho nhỏ. Thầy Lupin bước đến gần Ron hơn, dường như thầy nín cả thở khi chăm chú nhìn đăm đăm vào con Strabbers. Ron nắm chặt con Strabbers và thu nó về gần mình hơn, có vẻ sợ hãi. Ron lại hỏi, Sao? Con chuột của tôi thì mắc mớ gì trong chuyện này chứ? Sirius Black thình linh lên tiếng, giọng ôm ôm nó không phải là một con chuột ông muốn nói gì dĩ nhiên nó là một con chuột thầy Lupin bình thản nói không nó không phải là chuột nó là một phù thủy Black nói thêm một quá thú sư một phù thủy trá hình thú vật có tên là Peter Pettigrew Chương 18 Mơ mộng ngớ ngẩn, đuôi trùng, chân nhồi bông và gạt nai Phải mất mấy giây sau, sự vô lý của lời nói ấy mới ngắm được vô tai bọn trẻ. Ron thúc lên điều mà Harry đang nghĩ. Cả hai ông đều tâm thần rồi. Harmony nói yếu ớt, khôi hài. Harry nói, Peter Pettigrew đã chết rồi, 12 năm trước hắn đã giết ông ta. Harry chỉ vào Black, mặt y co giật dữ dội y gầm gừ với hàm răng vàng nhe ra. Ta đã định làm vậy, nhưng Pettingrew đã cao tay hơn ta một chút, dù vậy lần này thì khác. Và Crookshanks bị Black quẳng xuống sàn khi y nhạp vô con Scrappers. Ron hét lên đau điến khi sức nặng của Black đè lên cái chân gãy của nó. Thầy Lupin hét, Sirius, đừng! Thầy lao mình tới trước và một lần nữa kéo Black ra khỏi Ron. Hãy chờ, anh không thể hành động như vậy, bọn trẻ cần phải hiểu, chúng ta phải giải thích. Black tìm cách dùng thoát ra khỏi tay thầy Lupin cầu nhau. Chúng ta có thể giải thích sau. Một tay của Black vẫn còn bơ vào trong không khí như cố tìm cách chụp con Scrappers. Con chuột này kêu ráy lên vì sợ hãi. Nghe ăn ét như tiếng heo con và vào mặt vào cổ Ron để tìm cách thoát thân. Thầy Lupin vẫn cố kèm giữ Black và nói trong hơi thở gấp. Bọn trẻ có quyền được biết mọi thứ. Ron đã nuôi nó như một con vật cưng bấy lâu nay và có những phần của câu chuyện mà chính tôi đây cũng chưa hiểu. Còn Harry nữa, anh nợ Harry một sự thật, Sirius à. Black ngừng dùng dãy, mặc dù đôi mắt sâu quắm của y bị ngó chầm chầm con Strappers, con vật khốn khổ ấy bị bàn tay, bị cắn, trầy trụa và chảy máu của Ron kẹp chặt. Black nói, mắt vẫn không rời khỏi Strappers. Thôi được, cứ nói cho chúng biết bất cứ điều gì anh thích nói, nhưng mà làm lẹ lên đi anh Remus, Tôi muốn thực hiện vụ giết người đã khiến tôi bị cầm tù suốt. Ron đưa mắt nhìn quanh tìm sự ủng hộ của Harry và Hermione, rung giọng nói. Các ông đều là đồ điên. Tôi thấy cái trò này vậy là đủ rồi, tôi đi đây. Nó cố gắng nhấc mình lên cái chân không bị gãy, nhưng thầy Lupin đã lại giơ cây đũa phép lên và chỉ đầu đũa vào con Strapers. Thầy thản nhiên bảo, trò sẽ phải nghe cho rõ câu chuyện Ron à, chỉ cần nắm chặt Peter khi con lắng nghe. Ron gào lên, nó không phải là Peter, nó là Scrappers. Ron cố gắng nhét con chuột trở vô trong túi áo trước ngực nó, nhưng con Strapers vẫn cố gắng kháng cự dữ dội. Ron lảo đảo và mất thăng bằng. Harry phải chụp đỡ nó và ấn nó ngồi trở xuống giường. Rồi Harry quay về phía thầy Lupin không thèm ngó tới Black. Có nhiều nhân chứng đã nhìn thấy Pettingrew chết, cả một con đường đầy người. Black hung hăng cắt lời, mắt dẫn canh chừng con Scrappers, chòi đạp trong tay Ron người ta không hề thấy cái điều mà họ tưởng là họ thấy. Thầy Lupin gật đầu. Mọi người đều tưởng Sirius giết Pettingrew. Chính tôi cũng tin như vậy, cho đến khi tôi nhìn tấm bản đồ hồi chiều tối nay. Bởi vì tấm bản đồ của đào tặc không lừa dối bao giờ, Peter vẫn còn sống và Ron đang giữ nó Harry à. Harry nhìn Ron, mắt tụi nó gặp nhau và tụi nó đồng ý với nhau một cách âm thầm. Cả thầy Lupin và Black đều phát điên hết rồi. Câu chuyện của họ thiệt là vô lý hết chỗ nói. Làm sao mà Scrappers có thể là Pettingrill được chứ? Nhà tù Akaban có lẽ cuối cùng đã làm cho Black khùng rồi. Nhưng mà tại sao thầy Lupin lại hùa theo hắn? Bỗng nhiên Harmony nói, bằng một giọng run run và cố gắng giữ bình tĩnh, như thể cô nàng đang cố làm cho thầy Lupin nói năng cho ra đầu ra đũa. Nhưng mà thưa giáo sư Lupin, Scrappers không thể nào là Pettingrill được. Điều đó không đúng, thầy biết là điều đó không thể nào đúng được. Tại sao không thể nào đúng được? thầy Lupin hỏi lại bằng giọng điềm đạm, nghe như thể hai thầy trò này đang thảo luận bài giảng trong lớp học. Và Harmony vừa mới nêu ra một vấn đề trong cuộc thí nghiệm với con Grindelwald. Bởi vì, bởi vì người ta phải biết chứ, nếu như Pettingrew là một phù thủy quá thú, tụi con đã thực hành môn biến hình thành thú vật ở trong lớp với giáo sư McGonagall và con đã tra cứu khi con làm bài tập. Bộ pháp thuật lập hồ sơ theo dõi những phù thủy và pháp sư nào có thể biến hình thành thú vật có một hồ sơ ghi rõ họ biến thành con thú gì và dấu biết riêng và những đặc điểm. Con bèn tra cứu tiếp để xem hồ sơ giáo sư McGonagall ở phần đăng ký hộ tịch, thì con thấy trong cả thế kỷ này chỉ có 7 phù thủy biến hình thành thú và trong danh sách đó không hề có tên Pettingrew. Harry thiệt tình không còn thời giờ để mà ngạc nhiên một cách thầm kín về nỗ lực của Harmony đã đổ vào bài làm của cô bé. Nhưng thầy Lupin bắt đầu cười to. Harmony, trò lại đúng nữa đó. Nhưng bộ pháp thuật không bao giờ biết là đã từng có ba phù thủy quá thú không hề đăng ký căn cước, vẫn thường chạy loanh quanh khắp trường Hogwarts. Black vẫn theo dõi từng cử động tuyệt vọng của con Swappers, càng nhằn. Remus à, nếu anh định kể cho tụi nó nghe cả câu chuyện thì kể lại lên đi. Tôi đã chờ đợi 12 năm rồi, tôi sẽ không thể chờ đợi lâu hơn được nữa đâu. Thầy Lupin nói, được rồi Sirius, nhưng anh cũng cần phải giúp tôi, tôi chỉ biết chuyện bắt đầu như thế nào mà thôi thầy lupin đột ngột dừng lại có một tiếng rắc to vang lên sau lưng ông cánh cửa phòng ngủ ra từ mở ra cả năm người trong phòng đều ngó trừng trừng ra cửa rồi thầy lupin sẽ bước dài về phía cửa và ngó xuống đầu cầu thang không có ai cả Rồi nói chỗ này bị ma ám mà thầy lupin vẫn nhìn cánh cửa một cách hoang mang thầy nói không có ma ám nào cả cái lều hét này không hề bị ma ám tiếng kêu gào và tiếng hú mà trước đây dân làng thường nghe thấy là từ tôi mà ra. Thầy Lupin hất mấy lọn tóc xám để chúng khỏi che khuất đôi mắt ông, suy nghĩ một lát rồi nói. Đó là chỗ bắt đầu của toàn bộ câu chuyện này. Bắt đầu từ chỗ tôi trở thành một người sói. Nếu mà tôi không bị người sói cắn thì câu chuyện này sẽ không xảy ra. Và nếu mà tôi không liều mạng đến như thế. Trong thầy có vẻ điềm tĩnh lại và hơi mệt nhọc. Ron định chen vô nói gì đó nhưng Harmony đã kịp sụt nó im đi. Cô bé đang quan sát thầy Lupin hết sức chăm chú. Lúc tôi bị người sói cắn, tôi hãy còn là một đứa bé. Ba má tôi đã tìm mọi cách cứu chữa, nhưng vào thời đó không có cách điều trị nào cả. Món thuốc mà thầy Snap bào chế cho tôi là một phát minh gần đây thôi. Các con cũng nên hiểu rằng thuốc đó giúp cho tôi không thành nguy hiểm, miễn là tôi uống thuốc khoảng một tuần trước khi trăng tròn thì tôi có thể giữ được sáng suốt và bình tĩnh khi biến hình tôi có thể chỉ cần cuộn mình lại trong gian phòng của mình trong hình hài một con sói vô hại, chờ cho đến khi trăng khuyết lại. Tuy nhiên, trước thời món thuốc kháng sói được sáng chế, mỗi tháng một lần tôi lại quá thành một con quái vật đầy đủ thú tính. Hồi đó gần như chắc chắn tôi không thể nào được nhận vào trường Hogwarts. Cha mẹ những đứa trẻ khác có vẻ không muốn cho con cái của họ tiếp xúc với tôi. Nhưng rồi cụ Dumbledore trở thành hiệu trưởng và cụ rất thông cảm. Cụ nói rằng nếu chúng ta có một số biện pháp phòng ngừa thì chẳng có lý do gì mà tôi lại không được đi đến trường. Thầy Lupin thở dài, rồi thầy nhìn thẳng vào Harry. Cách đây nhiều tháng thầy đã nói với con rằng cây liễu roi được trồng vào đúng cái năm mà thầy đến trường Hogwarts. Sự thật là cây đó được trồng bởi vì thầy đến trường Hogwarts, căn nhà này. Thầy Lupin nhìn quanh căn phòng một cách sầu thảm. Con đường hầm dẫn đến đây, người ta xây dựng là để cho tôi sử dụng. Mỗi tháng một lần tôi phải lẻn ra khỏi tòa lâu đài đến chỗ này để biến hình thành sói. Cây được trồng ngay ở cửa vào đường hầm để ngăn chặn bất cứ ai gặp phải tôi nhằm lúc tôi đang trở nên nguy hiểm. Harry không thể hiểu câu chuyện này sẽ dẫn tới đâu, nhưng nó vẫn luôn chăm chú lắng nghe. Ngoài giọng kể chuyện của thầy Lupin, lúc này trong phòng chỉ có tiếng chuột rút chích chích đầy kinh quản. Việc biến hình của tôi vào thời đó thiệt là, thiệt là khủng khiếp, Biến hình thành một người sói rất là đau đớn. Tôi bị cách ly khỏi con người để không cắn họ. Thay vì vậy, tôi đành phải tự cào cấu và cắn chính mình. Dân làng Horsmeth nghe được sự ồn ào và tiếng gào thét, tưởng là họ nghe tiếng những hồn ma cực kỳ quậy. Cụ Dumbledore còn khuyến khích cho câu chuyện đồn đại đó lan tràn. Ngay đến bây giờ, khi cô nhà đã trở nên yên tĩnh hàng nhiều năm, dân làng vẫn không dám đến gần nó. Nhưng mà ngoài trừ chuyện bị biến hình thành người sói, thì những ngày ấy là thời tôi sung sướng hạnh phúc hơn bất cứ giai đoạn nào khác trong đời. Bởi vì lần đầu tiên trong đời tôi có bạn bè, ba người bạn chỉ đại, Sirius Black, Peter Pettengrew, và dĩ nhiên người thứ ba là James Porter, ba của con đó Harry à. Thế rồi ba người bạn của tôi không thể nào không nhận thấy rằng mỗi tháng tôi lại biến mất một lần. Tôi bịa ra đủ thứ chuyện, tôi nói với họ là má tôi bệnh, rằng tôi phải về nhà thăm má, tôi hãi hùng với ý nghĩ là bạn bè sẽ xa lánh tôi ngay khi biết được tôi là ai nhưng mà dĩ nhiên họ cũng giống như con dậy Harmony, họ cũng phát giác ra sự thật và họ không hề xa lánh tôi chút nào ngược lại họ còn làm một điều giúp tôi khiến cho sự biến hình của tôi không chỉ dễ chịu đựng hơn mà còn là lúc sung sướng nhất đời tôi họ cũng biến hình thành thú vật luôn harry sửng sốt kể cả ba con thầy lupin nói ừ đúng vậy Họ dành phần lớn thời gian tuyệt nhất trong 3 năm để tìm hiểu xem làm cách nào để biến hình được. Ba của con và chú Sirius đây là những học sinh thông minh nhất trường và họ cũng may mắn nữa. Bởi vì biến hình thành thuốc vật có thể quá ra tệ hại khủng khiếp, đó cũng là một trong những lý do mà bộ pháp thuật phải kiểm soát chặt chẽ các âm mưu thử nghiệm biến hình. Peter thì cần phải có sự trợ giúp từ Sirius và James. Cuối cùng vào năm học thứ năm, các bạn của tôi đã thành công mỗi người trong đám có thể biến thành một con thú tùy theo ý thích. Harmony hỏi, giọng ngợp giật, nhưng mà chuyện đó giúp thầy như thế nào? Thầy Lupin nói, các bạn tôi không thể ở bên cạnh tôi dưới lớp con người thì họ bầu bạn với tôi dưới lớp con thú. Một người sói thì chỉ nguy hiểm đối với con người. Các bạn của tôi lẻn ra khỏi tòa lâu đài mỗi tháng một lần, núp dưới tấm áo tăng hình của James. Họ biến hình. Peter là người nhỏ con nhất, có thể luồn lách qua những cành cây liễu roi hung hăng ưa đánh đập để tới được thân cây mà dạng cái máu điểm quyệt cái cây. Rồi họ trưng xuống đường hầm và đến đây xâm dày với tôi. Nhờ ảnh hưởng của họ tôi trở nên bất nguy hiểm. Thân thể của tôi vẫn lan sói nhưng có bạn bè bên cạnh nên đầu óc tôi bớt dã man Black vẫn chầm chầm ngó con Strappers với một vẻ hầu hấu dễ sợ trên gương mặt. Hắn cầu nhau. Lại lên đi Remus. Tôi sắp nói từ đó rồi Sirius à, tới rồi. Ờ, uh, thế là những khả năng cực kỳ lý thú mở ra khi tất cả chúng tôi đều có thể biến hình. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi không chỉ trốn trong căn lều hét nữa, mà đi lang thang khắp sân trường và trong làng vào ban đêm. Sirius và James biến hình thành những con thú bự chản để họ có thể kiểm soát, kiềm chế con người sói của tôi. Tôi dám nói là chưa có học sinh Hogwarts nào từng khám phá được nhiều điều về phạm vi trường học và làng Hogsmeade hơn là bọn chúng tôi đã từng làm và từ đó mà chúng tôi có thể bắt tay vào làm tấm bản đồ của đào tặc rồi ký vào đó bằng biệt danh của mình. Sirius là chân nhồi bông, Peter là đuôi trùng, James là gạt nai. Loại thú gì mà? Harry vừa bắt đầu hỏi đã bị Hermione ngắt lời. Nhưng vậy cũng vẫn còn rất nguy hiểm, đi lung tung trong đêm với một người sói, chuyện gì sẽ xảy ra nếu thầy thoát khỏi vòng kiểm soát và lỡ cắn nhầm ai đó? Thầy Lupin nặng nề đáp. Một ý nghĩ cứ ám ảnh tôi mãi, nhiều người suýt bị cắn, mà sau đó chúng tôi lại chỉ lấy đó làm chuyện cười đùa. Chúng tôi còn trẻ dại, vô tâm cạn nghĩ, bị mê mãi với sự tinh khôn của mình. Dĩ nhiên, đôi khi tôi cảm thấy có lỗi là đã phụ bạc lòng tin của cụ Dumbledore. Cụ đã nhận tôi vào trường Hogwarts khi mà không một ông hiệu trưởng nào khác chịu làm như vậy. Và cụ không hay biết gì chuyện tôi đã vi phạm những luật lệ mà cụ đã đặt ra vì chính sự an toàn của tôi và của những người khác. Cụ không hề biết là tôi đã mở đường cho ba người bạn biến hình thành thú một cách bất hợp pháp. Nhưng cứ mỗi lần chúng tôi xúm lại bàn kế hoạch cho cuộc phiêu lưu vào tháng tới, thì tôi lại tìm cách quên đi cảm giác tội lỗi của mình, và tôi vẫn không thay đổi. Gương mặt của thầy Lupin rắn đanh lại, và trong giọng nói của thầy như có sự ghét bỏ chính mình. Cả năm nay, tôi đã luôn đấu tranh với chính mình, tự hỏi không biết tôi có nên nói cho cụ Dumbledore biết rằng Sirius là một phù thủy quá thú không. Nhưng mà tôi đã chẳng làm được điều đó. Tại sao? Bởi vì tôi quá hèn nhát. Làm như vậy thì có nghĩa là thú nhận tôi đã phụ lòng tin của cụ hồi còn đi học. Thú nhận tôi đã rủ rê những người khác theo tôi. Mà lòng tin của cụ Dumbledore có nghĩa là tất cả đối với tôi. Cụ đã để cho tôi vô trường Hogwarts học khi tôi còn nhỏ, rồi cụ cho tôi việc làm khi mà tôi đã bị xa lánh suốt cuộc đời trưởng thành, không kiếm nổi một việc làm ăn lương chỉ vì chứng bệnh mà mình mắc phải. Và vì vậy tôi tự thuyết phục mình là Sirius Black đột nhập vào trường học là nhờ sử dụng nghệ thuật hắc ám mà hắn học được ở Voldemort. Chứ còn việc là một phù thủy quá thú thì chẳng dính líu gì tới việc này. Thành ra, nói một cách nào đó, thầy Snap nói gì về tôi thì cũng phải lắm. Black đưa mắt khỏi con Swabbers, lần đầu tiên sau mấy phút liền ngó chầm chầm nó để ngước nhìn lên thầy Lupin, hỏi giọng cay nghiệt. Thầy Snap hả? Thầy Snap thì mắc mớ gì tới chuyện này? Thầy Lupin nặng nề đáp lại. Thầy Snap ở đây Sirius à, ông ấy cũng dạy ở trường này. Thầy Lupin nhìn Harry, Ron và Harmony rồi nói tiếp. Giáo sư Snap đã ở trường này cùng thời với chúng tôi. Anh đã chống đối dữ dội chuyện bổ nhiệm tôi làm giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Anh đã nói với cụ Dumbledore suốt cả năm là tôi không đáng tin tưởng. Anh có lý do của anh. Các con biết không, Sirius từng chơi khăm thầy Snap một phen khiến thầy suýt chết mà trò việc đó cũng có tôi góp vô một tay Black khi ra một giọng nhạo bán y châm chọc cho đáng đợi y ai biểu y cứ rình rập tìm cách phát hiện coi tụi mình âm mưu cái gì những mong cho tụi mình bị đuổi học thầy Lupin lại tiếp tục nói với Harry, Ron và Hermione anh Severus rất chú ý tới chuyện tôi đi đâu mỗi tháng bọn tôi học cùng một năm các con cũng biết đó và bọn tôi, ờ, uh, không ưa nhau cho lắm ảnh đặc biệt không ưa James Tôi nghĩ chỉ vì tài năng của James trên sân đấu Wittich. Dù sao đi nữa, có một buổi chiều, Snap nhìn thấy bà Pomfrey dẫn tôi băng ngang qua sân trường và hướng cây liễu roi để tôi quá dạng. Sirius nghĩ sẽ thú vị biết mấy nếu anh nói với Snap là anh chỉ cần dùng một cái cây gậy dài nhấn lên cái mấu trên thân cây là anh có thể đi theo tôi. Thế thôi, dĩ nhiên là Snap thử, nếu mà lúc đó ảnh đi quá xa ngôi nhà này thì ảnh sẽ gặp một người sói hiện hình toàn dạng. Nhưng mà ba của con khi nghe biết chuyện Sirius đã làm liền dội vàng chạy theo Snap kéo ảnh trở lại. Mặc dù làm như vậy thì đúng là liều mạng. Dù sao thì Snap cũng đã nhìn thấy tôi ở cuối đường hầm. Cụ Dumbledore cấm ảnh tiết lộ điều đó cho bất cứ ai. Nhưng từ lúc đó trở đi thì ảnh cũng đã biết tôi là. Harry chậm rãi lên tiếng. Vậy ra, đó là lý do thầy Snap không ưa thầy. Thầy Snap tưởng thầy tham gia trò chơi khăm đó. Đúng vậy. Một giọng nói lạnh lùng khinh bỉ vang lên từ bức tường đằng sau thầy Lupin. Giáo sư Snap cởi tấm áo tàn hình ra, cái đũa phép của ông chỉ thẳng vào thầy Lupin.